Chào mừng năm thì anh em đã quay trở lại. Cám Lợi đây và mình vẫn ân hại như mọi khi. Hôm nay trên màn mình là một chiếc PC mà mình vừa mua để ăn phát về. Đây là một cái PC có thể nói rằng là hủy diệt trong tầm giá của nó là 15 củ. Và có lẽ đây sẽ là cái phân khúc mà các bạn quan tâm nhất, bởi vì nó Mr. Bằng có làm một cái bài khảo sát ở trên group của đồng số. Nếu các bạn chưa tham gia thì link ở dưới mô tả video. Thì mọi người có vẻ như là rất thích về cái mảng PC. Và cái khoảng mà các bạn muốn mình review nhất là PC trong tầm giá 15 triệu này. Thế là bộ PC vừa mua, hóa đơn vẫn còn đây. Về cho Khánh ngồi dựng video. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ bộ máy này ra xem bên trong nó có những cái gì. Và liệu các bạn mua 15 triệu thì nó làm được những việc gì? Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Ngày trước ý, thì mình có review khá là nhiều bộ máy đến từ Anphard rồi. Và cái tên nó sẽ nhớ hơn rất là nhiều, kiểu Gaming 1, Gaming 2, Gaming 3, Gaming 4, bla bla. Nhưng bây giờ thì các anh chị bên Anphard quyết định đặt cho nó cái tên như sau: PCAP 006 PCAP Advanced i3R810504. What? Ông nào nhớ được thì tôi lại câu luôn. Cái tên cực kỳ hách não, cực kỳ dài. Và hy vọng các anh chị bên Anphard làm gì đấy để thay đổi bộ tên của những cái bộ máy đi cho nó dễ nhớ, và người dùng khi xem video có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Tên quá dài và quá khó nhớ. Thì đại khái đấy là bộ hiện chữ ở đây. Thì chúng ta sẽ có ở đây là của mình là i3-8001 này. Mình có main B360 Roger Strix này, main là main khá là ngon. Mình không hiểu tại sao họ chọn cái main này, bởi vì main thực sự nó hơi bị thừa so với con chip này. Mình sẽ có 8GB Adata XPG này, có card GTX 1050 Ti của Asus, đây là dòng Cerberus, 4GB bộ nhớ này. Cái vỏ cây này là một cây Vitra, nhưng mà đây là vỏ mình đổi thôi. Nếu mà các bạn mua đúng cái bộ của nó thì sẽ là vỏ First Player, và chúng ta có quạt cùng các thứ, cái này là mình mua thêm. Thực ra là trong cái giá là 14.990.000 thì các bạn không có quạt, không có led cập chính này đâu. Chẳng qua là mình ăn vạ dựa vào quan hệ nên là xin được cái bộ led quạt cùng này thôi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái bộ này đem lại chúng ta cái gì. À quên, đây là nguồn của chúng ta, nguồn ACBL iPower G500W. Rồi, với cái bộ PC này thì các bạn nghĩ nó làm được cái gì? Đương nhiên là chơi game rất là ổn rồi. Chúng ta có chip i3-8001 là cái chip dòng thế hệ thứ 8 Coffee Lake. Chơi game có thứ rất là ổn bởi vì chúng ta có đến 4 lõi 4 luồng. Thực sự thì dòng từ Coffee Lake nhảy lên Coffee Lake Fast, họ fix được rất nhiều thứ và nâng cấp rất là mạnh trong mức giá nó rất là hợp lý. Thì 15 triệu bộ máy này các bạn thì chơi được game gì? Mình đã test qua PUBG, CS:GO, Dota 2. Và riêng PUBG mà đã chơi ổn rồi thì mình nghĩ rằng là game nào các bạn thì chơi được tùy cái mức setting phù hợp. Thì PUBG chơi ở độ phân giải là Full HD, các cái setting của mình như sau. Thì phần lớn đều là medium và low thôi. Thì chơi hoàn toàn mượt mà, lúc nào trên 60 FPS. Những cái chỗ nào mà không gian nó rộng và nó ít người thì có thể lên đến 80 FPS, 78 FPS. Các bạn bắn nhau các thứ thì loanh quanh 60 FPS, hoàn toàn mượt mà và đủ để cho các bạn chơi. Và ngoài ra thì CS:GO và Dota 2 nó hủy diệt rồi. Dota 2 thì các bạn có thể chơi hoàn toàn trên 100 FPS trong lúc combat, hoặc lúc các bạn farm phủng ít người ấy, thì có thể khoảng tầm 100-120 FPS. Thì rất là mượt mà cái chơi game cái máy này. Và tóm lại rằng là về cái hiệu năng thì có lẽ các bạn cũng đủ biết rồi. Khi mà chúng ta có chip i3-8001, các bạn có 8GB, và các bạn nào mà muốn nâng cấp thêm thì hoàn toàn lắp thêm, bởi vì cái main này có 4GB. Các bạn thì nâng cấp lên tùy các bạn. Bây giờ RAM thì nó hơi đắt một chút thôi, nhưng mà hoàn toàn có cơ hội để nâng cấp về sau này, bởi chúng ta có khe trống. Và cái card đồ họa 1050 thì các bạn cũng đủ biết sức mạnh như thế nào rồi. Cả bộ máy này thì chạy rất là mượt mà và êm ái, không gì để phản nàn cả. Và cũng như nếu các bạn muốn nâng cấp ý, thường là các anh chị bên Phát họ cho phép nâng cấp. Đó là các bạn có thể thay quạt stock này thành tản nhiệt khí to khủng khủng hơn, hoặc là thay vào tản nhiệt nước. Thậm chí có các ông chơi lầy kiểu lắp cả tản nhiệt nước custom luôn. Cái giá trị của tản nhiệt nước đắt bằng nửa máy máy luôn. Có một điểm khá hay ho đó là cái con chip i3-8001 này nó rất là mát mẻ khi sử dụng quạt stock cứ gùi lờ đấy thôi. Test IDA stress test gọi là full công suất của CPU thì nhiệt độ chỉ loanh quanh 50 độ C. Mình nghĩ là quá CPU có vấn đề à, nhưng mà không phải. Xung nhịp vẫn ổn định ở 360 GHz, đầy đủ tất cả các thứ luôn, nhưng mà có 50 độ. Và ghi stress test thêm cả RAM và cả tất cả mọi thứ của hệ thống này thì chỉ lên khoảng tầm 60 độ. Tóm lại cái máy chạy rất mát mẻ và rất là yên tĩnh, các bạn hoàn toàn có thể quẩy game được. Và các đồ họa này cũng có đến 2 quạt, chạy rất là mát thôi. Và chúng ta có thêm một cái miếng plate có chữ Cerberus ở đây, một cái trang trí cho đẹp, thì hy vọng các bạn thích. Tóm lại là có như vậy thôi. Về cấu hình chúng ta có main B350 Strix Roger này, chúng ta có 8GB Adata XPG, và cái RAM này là RAM 2666MHz. Các bạn có chip i3-8001, cửa tinh của công ty, một cái vỏ cây, và trong này thì mình đã gắn sẵn một ổ SSD 120GB. Cái này thì các bạn có hoàn toàn thể lựa chọn tăng dung lượng của SSD, hoặc gắn SSD M2, hoặc gắn thêm SSD, nó tùy lựa chọn các bạn. Thì với 15 triệu đồng các bạn có thể chơi được hầu hết các game bây giờ ở những mức setting phù hợp. Và thậm chí mình có thử test stream bằng OBS thì vẫn stream khá là ok, không vấn đề gì để phàn nàn đây cả. Thì đấy, đây là một bộ PC trong tầm giá là 15 triệu đồng. Thì đương nhiên như mình đã nói là các bạn sẽ không có quạt kiếc RGB với cả led lủng màu mè đâu. Cái này là mình xin thêm dựa vào quan hệ quốc dân.
Thế nên các bạn muốn mua thêm cái này có lẽ sẽ phải tốn thêm một chút vài trăm nghìn gì đấy, và ra mua thì nó bắt bạn supel để có thể xin xỏ thêm được những cái giống mình có ở đây. Thì chúng ta nhắc lại là có bên B360 Roger Strix này, các bạn sẽ có 8GB 2666MHz, các bạn có thể nâng cấp thêm. Các bạn có cạc GTX 1050Ti 4GB này, các bạn có nguồn 500W công suất thực của Acebel, và các bạn có một cái vỏ cây khá là ngon lành. Thì với mức giá này, mình nghĩ rằng các bạn sẽ không khó để dựng cho mình bộ PC như vậy, và sẽ còn có thể thừa tiền để nâng cấp thêm nếu các bạn muốn, có thể chơi được gần lớn nước game bây giờ với cái setting phù hợp ở mức mượt mà, và tất cả máy móc này hoạt động rất là mát mẻ và êm ái. Thì đó là mình chia sẻ như vậy thôi, và mình sẽ test thêm cái bộ PC này để xem độ ổn định nó đến đâu, và liệu nó phục vụ được cho những công việc của mình, kiểu dựng video sẽ ra làm sao, và thử stress test trong thời gian dài xem nó crash cùng gì không. Mình sẽ quay trở lại các bạn một video mới nếu mình có cơ hội. Thì đây là bộ PC PCAP 006 Advance i3 R8 10004. Tên dài bạn lìn. Hy vọng các bạn thấy video này vui vẻ và thú vị. Nếu thấy anh nhớ để lại một like và một subscribe bên dưới. Link sản phẩm này ở dưới phần mô tả video. Alpha PC đang bán nó và rất nhiều cấu hình khác, thấp hơn có, cao hơn có, nếu các bạn muốn mua. Và nếu bạn muốn xem thêm cái gì thì nhớ bình luận ở bên dưới, mình sẽ làm video sớm nhất để phục vụ anh em. Hôm nay xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video khác. Bye bye.